sau 9 giờ tối thì đây là những việc bạn cần tránh làm để bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn. Chẳng những khiến bạn mất ngủ mà các thói quen này còn làm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của bạn về lâu dài. Dùng điện thoại. Nhiều người thường tận dụng thời gian buổi tối để nằm trên giường chơi game hay đọc sách báo, chat chít cùng bạn bè. Tuy nhiên, nếu làm điều này sau 9 giờ tối thì đầu óc của bạn sẽ không được nghỉ ngơi, thư giãn mà vẫn phải tiếp tục làm việc. Một nghiên cứu khác tại Mỹ cũng chỉ ra rằng sau 9 giờ tối chỉ cần bạn sử dụng điện thoại khoảng 20 phút thì tình trạng mệt mỏi sẽ gia tăng nhanh và làm ảnh hưởng tới khả năng tập trung cho công việc vào ngày hôm sau. Ăn tối. Việc ăn tối muộn sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến dạ dày của bạn. Do vậy, bạn nên tránh ăn bất kỳ món gì khoảng 2 tiếng trước khi đi ngủ để không làm tăng tiết dịch vị dạ dày, gây gánh nặng lớn cho hệ tiêu hóa. Lúc này, nếu qua đói thì bạn chỉ nên ăn một quả chuối hoặc một lát bánh mì từ lúa mạch sẽ tốt hơn cho dạ dày. Uống nhiều nước. Càng gần sát giờ đi ngủ, bạn càng không nên uống nhiều nước bởi nó có thể gây ra tình trạng khó ngủ về đêm. Bên cạnh đó, các loại đồ uống như sữa tươi, cà phê, rượu bia cũng không hề tốt cho dạ dày của bạn nếu bạn uống sau 9 giờ tối. Vì vậy, hãy tránh uống nhiều nước vào buổi tối muộn để không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình bạn nhé. Vận động mạnh. Tập luyện là một thói quen tốt để cải thiện sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, việc vận động mạnh sau 9 giờ tối lại không hề tốt chút nào. Trước khi đi ngủ khoảng 1 đến 2 tiếng, nếu bạn vận động mạnh thì não bộ sẽ ở trạng thái hưng phấn và làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ của bạn. Làm việc quá sức. Trước 10 giờ tối hàng ngày, hãy đảm bảo hoàn thành xong mọi công việc để tâm lý hoàn toàn rời khỏi trạng thái áp lực và giúp giấc ngủ mau đến hơn bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất.